cảm phục nhóm thanh niên dầm mình trong lũ để cứu gia súc giúp bà con. Đoạn video về một nhóm các chàng trai 8X bất chấp mưa lũ dầm mình trong biển nước để tìm kiếm, vận chuyển hàng trăm con lợn bị cuốn trôi về giúp bà con ở Nghệ An đã khiến không ít người xúc động và cảm phục. Những ngày này khi nước lũ ngập lên mênh mông tại nhiều địa phương ở Nghệ An, nhóm thanh niên đến từ huyện Nghi Lộc đã không ngần ngại lao mình vào các bụi lau sậy, dầm mình trong nước chảy chật tìm kiếm và thu gom từng con lợn đưa về cho bà con ở Quỳnh Lưu, huyện Yên Thành. Bởi với những người dân ở đây, đàn gia súc là tài sản lớn nhất với họ, là công sức lao động trong suốt một năm trời vất vả. Ngoài hỗ trợ bà con cứu lấy gia súc, trong hai ngày, ngày 29 và ngày 30 tháng 9, nhóm còn giúp bà con vận chuyển hàng hóa thiết yếu tới nơi cao tránh ngập.